Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2020 đã có 1.495 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố giảm 43,9% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019. Các cuộc tấn công mạng và các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến sự cố giảm 43,9% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019, trong đó có 701 cuộc tấn công lừa đảo, chiếm 498 cuộc tấn công thay đổi giao diện, 296 cuộc tấn công cải mã độc. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về chính sách và kỹ thuật nhằm đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.